sống với kẻ ngu là nó sống như kẻ thù đó quý vị. Những người mà không biết nhân quả thiện ác, mình sống với họ mình bị ức chế lắm. Cái này cô nói thiệt, cô nói thẳng, nói thiệt, ai giận ráng chịu. Quý vị muốn phát bồ đề tâm rộng lớn đúng không? Cô ơi, mình phải độ sanh chứ, con thấy người ta dở vậy con phải độ. Dạ thưa cô đâu có cản, cứ độ đi rồi coi ai độ được ai. Ban đầu mình thấy cái người dở đó, mình thấy cái người đó sống không có lành thiện, mình thấy cái hành vi của họ bất bình thường, nhưng mà mình sống với họ riết nha, gọi là sao, xóm dài tanh cá mà làng ngang thì thơm trầm. Mình cứ chơi với họ riết, dần dần mình thấy sao, bắt đầu cái hành vi đó nó bình thường. Từ cái bình thường xong rồi sao, bắt đầu sao, thấy cũng được, bắt đầu ngã theo. Độ chưa được người ta mà bị độ ngược lại đó. Độ ngược lại đó sao, bị ma nó dắt theo luôn. Không phải cái chỗ nào mình cũng lao đầu vô đâu quý vị, không phải chỗ nào cũng lao đầu vô mà giống như cô hay ví dụ là nước nó đang bị bùn lên á, mình để yên đi nó tự lắng xuống, không mình quậy cho nó lên, để tôi mình nhúng cái tay mình lên mình quậy một cái nó còn đầy bùng thêm. Cho nên không phải cái chuyện nào mình cũng xông ra phi trường hết á. Mình ngồi yên mình né qua một cái, mình thấy con chó dữ đúng không, nó đang sủa, rồi né cái đường khác đi chứ mà xông thẳng vô nó nữa rồi đứa nào lầm lợi đứa nào. Cho bây giờ thấy cái người đó người ta vô minh, người ta tà kiến kiên cố, người ta không có duyên với mình cứ ngồi ra rã nhân quả hả, nó quýnh mình luôn, nó vớt mình luôn, không nó hại mình luôn. Cho nên đây cô nói rất là thiệt, ở đây Đức Phật dạy cho mình đó, phải thấy là sống với người ngu như sống với kẻ thù, nói để cẩn thận, lời thật thì mất lòng. Cho nên những vị mà cứ mà sồn sồn lên mà la đó thì cứ thử mà cứ lao vô rồi có độ được người ca không, người ta độ ngược lại. Ở đây không phải là cô nói là chỉ trích phê bình đánh giá, cũng không phải là bài xích không có loại bỏ, nhưng mình nhắm mình độ được không. Nhắm không độ được thì thôi né và không có thân cận gần gũi.